Được rồi, được rồi. Nano phần 2 à? Chào các bạn. Trong suốt chiều dài của lịch sử điện ảnh, là... Được rồi, tập chỉ nói phim huyền thoại, phần 2, intro. Dành cho ai chia sẻ phần 1, thì đời đang dẫn sắt tổng hợp lại những cái tên đình đám, những cái tên nổi tiếng nhất và là huyền thoại của Hollywood đã ra mắt cách đây gần nửa đời người, thuộc những năm 80-70 của thế kỷ trước. Và để mở màn, ta có Mad Max. Là một trong những dòng phim là chủ đề về hậu tận thế hay nhất mọi thời đại. Mad Max là câu chuyện kể về một bối cảnh hậu tận thế do chiến tranh hạt nhân gây ra. Chiến tranh hạt nhân, đương nhiên rồi. Tuy rằng nền văn minh nhân loại đã bị sụp đổ và loài người đã bị tuyệt diệt, nhưng vẫn còn một ít nhỏ người sống sót. Và những người còn sống sót đó phải chiến đấu với nhau để dần dần từng tài nguyên quý giá cho việc sinh tồn trước bối cảnh hậu tận thế. Điểm nhấn của phim và cũng là thứ khiến cho dòng phim trở nên nổi tiếng chính là những hùng thần sáng lộ, những quái xế điên rồ cùng với những con chiến xa độc đáo khác thường được sử dụng trong những cảnh hành động và cũng được các nhân vật trong phim sử dụng để chiến đấu và dần dần những tài nguyên quý giá như xăng dầu và nước. Đến nay, dòng phim đã có đến tận 4 phần với 3 phần phim gốc và 1 phần reboot trải qua hơn 4 thập kỷ, bắt đầu từ năm 1979. Tới đến nay, dòng phim đã có đến tận 43 năm tuổi đời. Dòng phim có công rất lớn và cũng là cái tên đi đầu mở ra một kỷ nguyên mới cho thể loại phim hậu tận thế. Tất cả đều như vào công của đạo diễn Rod Miner. Vị trí số 4, Alien. Là dòng phim kinh dị kết hợp với khoa học viễn tưởng mang chủ đề du hành không gian, xoay quanh con quái vật tên là... đợi tôi tí. Xenomorph. Nó là sự khiết đảm gây ra nhiều nỗi sợ cho những người đã từng xem bộ phim này. Và chính sự kinh dị đến rừng người của bộ phim đã khiến cho bộ phim trở nên nổi tiếng, cùng với những tác phẩm ăn theo và các hậu truyện về sau. Vì vậy, có thể nói, Alien là một cái tên cực kỳ nổi tiếng, có sự ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ đối với văn hóa đại chúng. Và bản thân con quái vật C-C-C-Bios đã trở thành một biểu tượng của văn hóa được crop circle nhiều nhất. Và cũng là một tượng đài của tiến độ phim kinh dị khi mà nó đã trải qua hơn 4 thập kỷ với nhiều thăng trầm khác nhau. Tổng cộng phim có 6 phần, tính từ năm 1979 đến nay do phim đã được 43 năm tuổi đời. Chúng ta cần phải cảm ơn đạo diễn Ridley Scott. Who? Bạn không biết à? Hết đi kìa bạn. Ngoài nhây tí thì quái vật không gian có cùng vũ trụ với quái vật phụ hình và có đến tận 2 phim cho 2 ông tướng lời đánh nhau. Bạn thấy quen chứ? Đúng vậy, không ai khác ngoài trừ Indiana Jones. Nhà khảo cổ vật nổi tiếng, phim Mưu Tài Bà đã gắn liền với không biết bao nhiêu thế hệ khán giả. Mà kể, nhân vật này nổi tiếng đến nỗi khiến cho hiện tượng nhà khảo cổ trong mắt khán giả là một trang cá bôi với chiếc rồi già. Indiana Jones là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng của Mỹ. Với 4 phần lần lượt vào các năm 1981, 1984, 1989 và 2008. Câu chuyện kể về Indiana Jones là một nhà khảo cổ học trên đường đi tìm những bảo vật thiêng liêng do nam diễn viên kỳ cựu Harrison Ford thủ vai. Dưới bàn tay của đạo diễn tài ba Steven Spielberg, dòng phim đã ấm cho mình vô số giải thưởng và cả vài tỷ đô. Đương nhiên rồi, phim của Steven Spielberg mà không hay chắc tôi chết. Và sau gần 15 năm chờ đợi, cuối cùng Indiana Jones 5 cũng xuất ra mắt vào khoảng 2022 hoặc là 2023. Nhưng chỉ có điều, Harrison Ford Indiana Jones năm nào đã quá già, không biết bộ phim sẽ nhìn thế nào. Nhưng không sao, chỉ cần có Harrison Ford và Steven Spielberg là bộ phim How To hay. Ở vị trí kế cuối, bố già Chino gì? À không, không phải bố già của chân thân, mà là bố già Mafia cơ. Bạn nhầm rồi. The Godfather là một dòng phim kinh điển về chủ đề Mafia cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. Phim này bối cảnh vào những năm 40-50 của thế kỷ trước. Là có chuyện kể về sự chuyển giao thế hệ Mafia từ vị cha già Tony Corleone sang người con trai út Michael Corleone. Michael phải giải quyết các vấn đề của các thế hệ bố già đi trước. Và chính việc này đã khiến cho Michael trở thành một ông trùm sau đến khét tiếng. Chino đi phim đã trải qua năm thập kỷ với vài phần phim chính. Nó nên với Bố Già năm 1972, Bố Già 2 năm 1974 và Bố Già 3 năm 1990. Bởi nội dung và tính nghệ thuật cao, Bố Già là một tượng đài bóng vật cổ điển khi mà đây là cái tên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim hay nhất của IMDb.
Chỉ đứng sau Yatu Sozan, đích nhân vật Vito Corleone trở thành một biểu tượng cho thể loại mafia, biến đời trở thành tiêu chuẩn cho một mafia khét tiếng. The Godfather sẽ luôn là một tượng đài của thể loại mafia nói riêng và phim hình sự nói chung, bởi nó có sự ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với văn hóa đại chúng và ngành nghệ thuật thứ bảy. Tuy rằng dòng phim này không được quá nổi tiếng ở Việt Nam. Và ở vị trí cuối cùng, không ai khác ngoại trừ sao là cái tên mà bất kỳ người Mỹ hoặc là người Tây Âu nào cũng đều biết. Chính nhận ra các vì sao là một thương hiệu phim vô cùng nổi tiếng. Nó nổi tiếng hơn bất kỳ thương hiệu phim nào khác mà bạn biết. Cùng với rất nhiều nhân vật đã đi vào huyền thoại như Darth Vader, Luke Skywalker hay là Han Solo. Với rất nhiều thế hệ đã gắn bó với phim trải này. Không phải nói quá nhiều về dòng phim này. Đây là tượng đài, một huyền thoại có sự ảnh hưởng cực kỳ to lớn, vô cùng mạnh mẽ đối với văn hóa đại chúng. Chắc là chưa có nước phương Đông tiêu biểu như là Việt Nam. Nội dung xuyên suốt các phần chỉ xoay quanh cuộc chiến giữa hai phe thiện và ác, ánh sáng và bóng tối. Tuy đơn giản, nhưng chỉ cần có chiếc nhẫn ngoài không gian là ở túi mắc hay. Không phải nói quá, nhưng năm 1977 cũng là thời điểm ra mắt phim Saw đầu tiên. Người người nhà nhà, từ già trẻ lớn bé, cũng đều đi xem Saw, ai ai cũng xem Saw, Saw ở khắp mọi nơi, gây ra một sự bùng nổ văn hóa đối với người dân đại chúng. Tôi chẳng hiểu sao mà bộ phim có thứ tự ra mắt các phần cực kỳ phức tạp. Theo thứ tự ra mắt các phần lần lượt là 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tức là kể từ phần 6 ra mắt năm 1983, dòng phim đã khiến cho fan phải chờ đợi mãi cổ gần 4 thập kỷ chỉ để xem các phần 7, 8, 9. Nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của họ là đủ hiểu fan của dòng phim này hạnh phúc đến mức nào khi phần 7 ra mắt. Và cho dù đã hơn 40 năm, thì các nhà làm phim vẫn đều đặn vắt sữa cho ra các hậu truyện để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt từ các series đắt đỏ nhất thế giới này. Và cũng chính nhờ ba fan phim 456 đã đưa Saw đến với thành công ngày hôm nay, và bây giờ chính nhận ra các vì sao ngày càng cao chỗ đứng trong lòng yêu phim của người Việt Nam.